từng là một thanh niên khỏe mạnh bình thường, nhưng sau một thời gian đi làm phu vàng ở tỉnh Quảng Nam, em Ốc Văn Si, bản trà ca 2, xã Bảo Thắng, đã trở thành người tàn phế. Em Si cho biết, chỉ vì gia cảnh nghèo nên học hết lớp 9, em đã bỏ học đi theo các anh trong bản, vào Quảng Nam làm phu vàng kiếm tiền. Nhưng công việc ở các hầm vàng lại không dễ dàng như suy nghĩ của Si. Rất nặng nhọc và độc hại cùng với đó là tính mạng luôn bị nguy hiểm khi hầm có thể sập bất cứ lúc nào không chịu được điều kiện khắc nghiệt và môi trường lao động ở đó dì đã tự bỏ trốn nhưng bất thành em bị ông chủ đánh đập dã man thậm tệ và trở thành người tàn tật như hiện nay <laughs>

phần lớn những người ra đi tìm kiếm cơ hội đổi đời đều là lao động chính trong gia đình. Do gia cảnh quá nghèo nên nhắm mắt đưa chân, tự nguyện đi với suy nghĩ sẽ kiếm được tiền về cho gia đình. Hậu quả là mới đây nhất xảy ra vụ ngạt khí trong hầm vàng tại thôn Dung, thị trấn Thạnh Mỹ, huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam, khiến bốn người thiệt mạng. Trong đó, ba nạn nhân là người xã Bảo Thắng, huyện Kỳ Sơn đây là thực trạng đáng báo động cho những người đã và đang lao động tại các hầm vàng, vì đây là môi trường lao động độc hại, không đảm bảo an toàn cho tính mạng con người. Do một là kỳ kiến thức của người dân ở đây là họ chưa hiểu, cho nên nghe thông tin từ là chúng họ đi kiếm được tiền á, thì một số thế niên là họ lại đi theo. Còn chủ trương của đảng nhà nước họ có kế hoạch để tuyên là đi lao động cả công ty thì xả cũng vận động nhưng mà là một số thanh niên họ lại là không thích họ từ thích chui là đi chui từ đi từ về tìm kiếm việc làm có thu nhập là quyền riêng của mỗi người nhưng cũng cần phải nhận thức được rằng môi trường làm việc đó có thật sự bảo đảm an toàn cho sức khỏe tính mạng của chính mình hay không những hậu quả hệ lụy đáng tiếc xảy ra từ các hầm vàng đối với người dân trên địa bàn huyện kỳ sơn thật sự là đáng báo động đã đến lúc chính quyền các cấp cần phải đưa ra những giải pháp để hạn chế người dân tự ý đi lao động bất hợp pháp tại các hầm vàng và hơn hết người dân kỳ sơn cũng phải nhận thức được đó là môi trường làm việc không an toàn nguy hiểm đến tính mạng